Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Và ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 năm 2020 thì Học được mạo muội qua bên showroom xe mới để gửi đến cho cô chú anh chị hai sản phẩm mà được rất là được nhiều quý khách hàng ở tại thị trường Việt Nam chúng ta đang rất là yêu thích. Đó là sản phẩm Fortuner. Và hai sản phẩm Fortuner hôm nay đó là sản phẩm máy dầu 2.4 lít. Bên tay phải của Học là sản phẩm số sàn và bên tay trái của Học là số tự động. Đó thì đối với sản phẩm số sàn thì giá niêm yết chỉ có 995 triệu đồng. Phiên bản Fortuner 2020 thì nó sẽ giá nó sẽ đau xuống hơn cái sản phẩm 2019 nha cô chú anh chị. Đó. Và sản phẩm Fortuner máy dầu 2.4 lít số tự động có giá là 1 tỷ 080 triệu. Thì để clip này Học xin mời cô chú anh chị cùng đánh giá vào phần ngoại thất, nội thất của hai sản phẩm giữa máy dầu số sàn và máy dầu số tự động sẽ khác nhau những gì nhé. Xin mời. Vâng, thì Học sẽ xung quay cái sản phẩm máy dầu số sàn trước. Máy dầu số sàn thì vẫn được up lên cụm đèn pha full led ở đối với phiên bản máy dầu số sàn. Cụm đèn pha thì như nhau đối với hai phiên bản, và đặc biệt phiên bản máy dầu số sàn chỉ trang bị cho mình nẹp ba rơm, ở đây là nẹp bạc được sơn bạc, không có nẹp ba rơm cô chú anh chị. Và cụm cái đèn báo rẽ cũng được dời xuống dưới phần bao để sóc xe. Và thêm một điều rất được quan tâm ở đây là sản phẩm 2019 chúng ta có thêm một cái cảm biến gốc, và đèn gầm cũng là đèn full led này cô chú anh chị, sơn đen rất là mạnh mẽ. Còn với sản phẩm máy xăng thì nổi trội hơn, thì chúng ta sẽ có một cái nẹp bả rơm ở trên khung đèn, vẫn có đèn full led, một cái đẹp điểm mà Học rất là thích. Rồi cô chú anh chị, chúng ta sẽ thấy một cái len của cái đèn ở phía dưới mà rơm rất là sáng. Và mời camera lại gần đây thì chúng ta có chữ pin billet ở đây, pin billet đó, một cái thiết kế rất là mới mẻ. Vẫn như phiên bản máy dầu số sàn, chúng ta cũng có cảm biến gốc và một cái đèn sương mù là đèn led, và cụm đèn báo rẽ cũng được dời xuống phía sau vẫn như thế. Và lần này Fortuner lại được cái mặt ga lăng ở phía trước đây á, thì Fortuner đã lên một cái đồ họa theo kiểu góc vuông đó. Nó sẽ có một cái phần rất là mạnh mẽ hơn đó. Có xe nó có vẻ cứng cáp hơn, nhìn chiếc xe nó có to ra. Ở đây luôn luôn. Qua phần hông xe thì không có gì khác biệt đâu. Chúng ta vẫn sử dụng mâm lớp, vẫn sử dụng vỏ Billiton, vẫn như những sản phẩm 2019, mâm vỏ không thay đổi. Về phần bên hông thì không có gì sự thay đổi nhiều. Và đây là những cái phần thay đổi ở bên Fortuner. Fortuner đối với sản phẩm số tự động vẫn trang bị cho mình bộ ghế da, và đặc biệt đối với hàng ghế phía trước phụ có chỉnh điện 8 hướng nha quý vị. Đó, Fortuner sẽ nâng cấp lên cho mình ghế chỉnh điện 8 hướng. Đó. Và những cái phần ốp gỗ nó không còn được mang cái màu gỗ nữa, và nó sẽ biến thành cái màu xám theo năm trend của năm 2020. Đó. Thì hệ thống lạnh tự động. Và một điểm rất là đặc biệt nữa thì đối với sản phẩm máy dầu 2.4 lít đợt này, chúng ta sẽ có thêm một cái trang bị Cruise Control và chỉ số thông minh ở trên vô lăng. Đối với phân khúc giá 1 tỷ 080 triệu thì quý vị nhìn thấy rất tuyệt vời nhé. Đó thì những điều khác biệt. Còn về máy dầu số sàn thì chúng ta hai ghế hai bên điều chỉnh cơ. Ghế thì chỉ là bọc nỉ, nhưng mà lần này Fortuner lại trang bị cho mình nỉ màu đen.
lúc trước thì nỉ màu nâu. Rồi tiếp tục, sản phẩm máy dầu số sàn thì cũng có hệ thống lạnh điều khiển cơ. Ở các kính thì chỉ auto ở mỗi cửa tài. Vẫn như thường lệ thì phiên bản G máy dầu nó sẽ có vài phải gọi là vài chi tiết option, nó sẽ không được cao cấp như phiên bản máy dầu số tự động quý vị. Ở chẳng hạn giống như tay nắm cửa nè, thì chúng ta thấy tay nắm cửa của máy dầu số sàn thì cùng màu với thân xe ha. Còn đối với phiên bản máy dầu số tự động, tại vì máy dầu số tự động chúng ta có hệ thống khởi động startup đó, chìa khóa thông minh, nên chúng ta có cái tay nắm cửa là mạ rơm, có nút bấm. Thì đây chỉ có một vài chi tiết nâng cấp đó thôi. Học sinh cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Cô chú anh chị cảm thấy sản phẩm nào phù hợp hãy gọi cho Học với số điện thoại phía bên dưới. Đối với sản phẩm và mọi chi tiết liên hệ về giá khuyến mãi hay đến showroom tại đại lý Toyota Tân Cảng gặp Thái Học để Thái Học được phục vụ cô chú anh chị nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.